nếu mà tam quan cua bán cua. Ủa, cua này to nhiều ký vậy? 300 ơi. À, cua này là 300 ngàn ký các bạn. Cua này cua Cà Mau hả nhá? À, cua Cà Mau. Cua này không có cục dây nè các bạn nè, 300 ngàn ký á. Đúng rồi, tham quan cua bán tôm hùm nè các bạn. Tôm hùm này là 150 ngàn, 1 triệu. 1 triệu 550 ngàn các bạn. Thấy mê luôn các bạn ơi. Loại nhỏ này là 870 ngàn. Có loại 1 triệu mốt các bạn. Rồi chào anh luôn. Con chào cháu luôn. Để chú hỏi cái ốc hương này giá bao nhiêu cháu? 23 chú. À cái kỳ này 230. Còn cái kỳ này cháu? Cái kỳ 290 ngàn. Còn cái kỳ này nữa cháu? 320. Này 320. 320 chắc lớn nhất đó hả cháu ạ? À? À, lớn nhất là 370 cháu ha. Đúng rồi, là tham quan cô bán ốc hương của cháu này trong nhà lồng đê các bạn. Ủa ốc này nó gọi là ốc gì chị thấy lạ quá chị? À ốc gai này bán. À ốc gai dài này là 1 ký bao nhiêu vậy cháu? Bây giờ là bán 30. À 30 ngàn ký. Cho chú hỏi cái sò đẹp này bao nhiêu ký vậy cháu? Bốn ngàn 500 ngàn. Ồ sò đẹp này ngon ghê ha. Gì hấp dẫn đẹp. Con mập luôn. Trời cái này mà nữ mỡ hành thôi hết ý luôn rồi. Nghe là thấy thèm rồi. 100 ngàn ký hả cháu ha? Dạ. Còn bên đây cháu? Cái này là đàn thứ nè, cái này nhỏ hơn. Ba cái bơ này là một thứ hết. Dạ. Còn cái này là nhỏ hơn bao nhiêu rồi cháu? Nhỏ hơn, nhỏ hơn 70. À nhỏ hơn, nhỏ nhất này là 70. Đây là quang cảnh khu hải sản cao cấp, khu nhà lồng đê. Lúc hơn 5 giờ sáng, Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản cao cấp, khu nhà lồng đê. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Nguyễn Hòa đang trên đường bước vô để tham quan khu chuyên về kinh doanh ốc đó các bạn. Và trong này được mệnh danh là thiên đường ốc, đủ loại ốc các bạn ơi. Không thiếu thứ gì. Bán sò các bạn nè, ốc cuốn tay. Sò đây là sò lông không chị? Lông bên đây. À rồi gọi là sò gì vậy chị? Dẻo. Rồi dẻo hả? Bao nhiêu một ký chị? 40 ngàn. Rồi sò lông bao nhiêu chị? 80 ngàn. À sò lông 80, sò dẻo là 40. Ốc có, thì có ốc cuốn tay nữa nè. Cuốn tay bao nhiêu chị? À ống tay là 35 ngàn. Nguyễn Hòa đang tham quan bên trong khu nhà lồng đê các bạn. Khu chuyên về ốc nghêu. Ốc này là ốc ốc cà na bao nhiêu ký vậy chị? À, cà na này 20, còn cà na này bao nhiêu chị? 30, nó nhiều giá quá chị ha. Cái này nhỏ hơn nữa là lớn hơn 50 ngàn. À, Nguyễn Hòa đã tham quan chỗ bán ốc cà na các bạn. Cảm ơn chị nha. Nguyễn Hòa, Nguyễn Hòa. Ủa, ốc này nó gọi là ốc gì chị thấy lạ quá chị? À ốc gai này bán. À ốc gai dài này là 1 ký bao nhiêu vậy cháu? Bây giờ là bán 30. À 30 ngàn ký. Cho chú hỏi cái sò đẹp này bao nhiêu ký vậy cháu? 400 ngàn. Ồ sò đẹp này ngon ghê ha. Gì hấp dẫn đẹp. Con mập luôn. Trời cái này mà nữ mỡ hành thôi hết ý luôn rồi. Nghe là thấy thèm rồi. 100 ngàn ký hả cháu ha? Dạ. Còn bên đây cháu? Cái này là đàn thứ nè, cái này nhỏ hơn. Ba cái bơ này là một thứ hết. Dạ. Còn cái này là nhỏ hơn bao nhiêu rồi cháu? Nhỏ hơn 70. À nhỏ hơn, nhỏ nhất này là 70. Còn cái sò này, còn cái ốc này ốc gì mà chú thấy lạ cháu? Ốc mỡ trắng. À ốc mỡ trắng. Mỡ trắng bao nhiêu ký vậy cháu? À ốc mỡ trắng là 60 ngàn. Thì vô đây là đúng là thiên đường ốc, chú không có rành hết ốc luôn. Chú cảm ơn cháu nhiều nha. Cháu gái này xinh đẹp quá. Ồ Nguyễn Hòa là tham quan cua bán ốc này, ốc mỡ rồi, đủ thứ ốc. Sò đẹp các bạn ơi, nhìn rất mê luôn. Này sò
thời điệp trứng nữa các bạn ạ. Vô trong khu heo sò ốc đây là đủ thứ loại ốc, đủ loại sò luôn các bạn. Dạ dạ dạ. Này nghêu, nghêu này bây giờ nhiêu chí ký chị? Nghêu đó 30. À nghêu này 30 ngàn. Còn sò lông với chị? À sò lông là giá này là năm bữa nay là 50 chị. Còn đó là sò huyết như chị? 130. À sò huyết này là 130 ngàn. Sò lông này nhỏ hơn hả chị ha? À lớn hơn rồi. Lớn hơn là bao nhiêu chị? 60. À rồi cảm ơn chị nhiều nha. Rồi mua là báo phương à. Ốc hương này cũng đủ loại luôn các bạn ơi, đủ giá luôn, đủ size luôn. Con chào cháu luôn. Thế chú hỏi cái ốc hương này giá bao nhiêu rồi cháu? 230 chú. À cái kỳ này 230. Còn cái kỳ này cháu? Kỳ 290. 290 ngàn. Còn cái kỳ này nữa cháu? 320. Này 320. 320 chắc lớn nhất rồi cháu ạ. À? À, lớn nhất là 370 cháu ha. À. Ở ngoài là tham quan khu bán ốc hương của cháu này trong nhà lồng đê các bạn. Cũng nhiều giá nhiều size các bạn ơi. Hương cũng nhiều giá nhiều size. Rồi cảm ơn nha. Và tham quan khu bán sò lông các bạn. Cũng rất nhiều giá, 90% hả chị ha. À. Giá rẻ. À. 90, 100. Còn cái loại chắc cũng thấp hơn nữa chị ha. À 180, 90. Ồ Nguyễn Hòa tham quan khu bán ốc này, thiên đường ốc bên trong nhà lồng đê các bạn. À, càng rẻ càng đủ loại càng luôn các bạn. Mấy càng rẻ này không để bảng giá nhưng mà cũng không biết được các bạn ơi. Rất ngon luôn. Sò điệp rồi ốc, đủ loại ốc. Sò lông nữa các bạn à. Ồ, nhiều rồi, nhiều. Quá trời nhiều luôn. Đó bên em à, thứ gì cũng nhiều hết trơn á. Lấy chim hả? À, nhiều liêu kêu này bây giờ nhiêu ký vậy? Đủ loại chứ. Đủ loại luôn. Mười mấy ngàn cũng có, hai mấy ngàn cũng có, ba mấy ngàn, năm mấy, 60 ngàn cũng có. Đủ loại luôn anh nha. Rồi cảm ơn anh nhiều. Sò lông này cũng sò nghêu này cũng đủ loại các bạn. Mười mấy, 20 ngàn thì mấy chục ngàn cũng có. Mười mấy. Đủ loại luôn. Toàn cảnh bên trong nhà lồng đê khu hải sản cao cấp là khu chuyên về kinh doanh về ốc đó các bạn, đủ loại ốc luôn, không thiếu là không thiếu món gì. Ồ khu chị này bán cua nữa nè, cua sò đẹp. Bao ngon luôn hả? À, bao nhiêu ký vậy chị? Cái này 140 chị hả? À cái này 230. Cua này bao ngon bao chắc luôn. Bao ngon luôn. Cua này cua Cà Mau không chị? À cua Cà Mau. Cua Cà Mau. Tham quan bên cua sò đẹp là bao nhiêu ký chị? 100 ngàn. Nó cũng là sò đẹp luôn hả anh hay là? À hào hào. Như mình chạy ra rồi bị bán nhiều bịch vậy nha. 245. À là 2 bịch này là 45 ngàn. Này hào sữa hay hào gì vậy? Này là hào đại dương, còn này là hào sữa. À hào đại dương. Hào đại dương là bao nhiêu ký cháu?
cái này là 35 ngàn, cái này 40. À, hầu là đại dương là loại 35, loại 40. Còn hầu sữa này là? Hầu sữa này là 25 ngàn, cái này là 28. À, hầu sữa là hai loại, loại 25, loại 28 ngàn. Cái càng ghẹ nữa cháu. Dạ. Càng ghẹ này bao nhiêu cháu? Nó 230. À, càng ghẹ này là 230 ngàn các bạn. Còn loại này cháu? Càng lớn là 260. À, càng lớn này là 260 ngàn. Như ốc này ốc lát không cháu ạ? Ốc lát rồi. À, ốc lát nhiêu ký cháu? Ờ, cái phần bên kia, của bên đây nè. À, đây. Mà chú cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi, cháu bán đá gà. Đây ông chủ bán càng gà này. Mấy càng gà đi, không để bán giá Nguyễn Hòa cũng không biết được các bạn. Rất nhiều càng gà ngon các bạn ơi. Ốc, sò đủ loại. Quan cảnh bên trong nhà lồng đê cua kinh doanh chuyên về ốc các bạn. Đủ loại ốc luôn. Ồ, cu này là cu ốc hơn. Đủ size luôn các bạn ơi. Lớn có, nhỏ có. Trong nhà lồng đê khu hải sản cao cấp này cũng bán đủ loại, đủ loại luôn các bạn ơi. Ủa, tôm càng sống này cho bán nhiêu ký vậy cháu? Tôm càng sống cho bán nhiều ký vậy cháu? À, còn cứ hỏi thôi. Chào anh. 230 ngàn. Ờ, bữa quay quay gặp anh lần quay như ngoài. Rồi. 130 cháu hả? Dạ. À. Tôm 230. Giá này cũng quá quá mềm các bạn ơi. Cũng càng sống các bạn. Còn mực nữa cháu. Mực à, cái kia này là 140 à cháu hả? Dạ. Còn cái kia này cháu? 120. Còn cái bạch tuộc lớn nhất là 130. Loại lớn nhất là bao nhiêu cháu? Lớn nhất là bao nhiêu vậy? 140 rồi nha. Ồ, có mực ống đẹp, có đây mực lá hả nha? Dạ. Mực lá nhiêu vậy? 220. À, mực lá này là 220. Có mực nang. À, mực nang bao nhiêu vậy? Nang lột sẵn. À. 210. À, mực nang này lột sẵn là 210 đấy nha. Còn mực, mực ống này? 200. Mực ống này là 200. Ồ. Nhưng mà đang chưa làm nó đang còn nguyên. À, đang còn nguyên chưa làm là bao nhiêu vậy? 180 ngàn. Nhưng mà đang tham quan khu dàn mực của anh này bên trong khu nhà lồng đê các bạn. Đúng là khu này là khu hải sản cao cấp, rất nhiều hải sản. Rồi, cảm ơn nha. Bên trong khu nhà lồng đê này đúng là khu hải sản cao cấp, là nhìn thấy mê đúng không bạn. Ở đây có bán mực trứng nữa các bạn nè. Có mực trứng này là 192 nha. Trứng này là 190 ngàn các bạn. Trứng tươi đủ loại luôn rồi. Bạch tuộc, mực nang, ống tồ, nhìn vào mực trong đây thấy mê các bạn. Trong khu nhà lồng đê này là nói về hải sản tươi là hải sản cũng cao cấp, giá cũng thường thường, giá cũng cao các bạn ơi, nhưng mà rất ngon. Rất tươi và hàng rất ngon. Rồi đầu cá hồi các bạn nè. Rồi cá cam, cá bóp, cá chim nữa các bạn. Cá phở
ốp, cá thù, cá đuối, cá chim. Cháu như cá chim này bán nhiều ký rồi cháu? 160 ngàn cháu hả? À, cá bóp bao nhiêu ký cháu? À, cá bóp là 150. Ồ, nhìn cá đi ngon quá à. Cá chim là 160, cá bóp là 150 các bạn. Cá đuối này bao nhiêu ký cháu? À, cá đuối là 190 ngàn. Trời ơi, nhìn cá bóp rất ngon các bạn ơi, rất tươi. Đây là khu hải sản cao cấp các bạn. Bên đây cũng bán cá bóp, cá chim nè, đầu cá hồi, cá tầm cũng có đó các bạn. Mực lá, mực nang rồi mực ống, đủ loại đó các bạn ơi. Cái tùm xú đó bao nhiêu ký đi cô? Số đó chị. À. Tầm số còn tầm 17 kìa. À. Còn tầm số đang sống này nhiêu? À. 208. Ký đó chị ha. À. Ô, gì dành tôi mà thấy mê quá bạn ơi. Cái này đa số là bị ngộp hết rồi chị ha. À. Trời ơi, nhìn cái đã kìa. Bao nhiêu vậy chị? Đó. 200 mấy chị? Đó. Đây này bao nhiêu chị? 208. À, tầm số này là 280 ngàn các bạn. Tầm số đang sống luôn các bạn. Cái này nhỏ này 350. Trời ơi, này là 350 chị hả? 15 con, khoảng 15 con ký chị hả? 15 con, 15 con. À, 350 các bạn. Còn loại nãy là 280 các bạn. Quan trọng là tiền đó chứ. Lắm 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 lắm. Chào mấy cháu luôn. À, bữa nay chú quay lại xem giá cả cá nàng hai với cá thác lát cháu nào à. Đây là cá nè, cá thác lát không cháu? À, đây là cá thác lát chưa nạo các bạn. Hồi nạo rồi bán nhiêu ký cháu? À, cá thác lát nạo rồi là 220 ngàn các bạn. Còn đây là cá chưa nạo nè các bạn, cá thác lát nè, đang còn nguyên con các bạn. Cá đàn hai mà cháu nạo ra rồi là bao nhiêu ký cháu? À, loại thường là 101, cá đàn hai loại thường 101. Loại ngon là 220 cháu ạ. À. Một bịch này là nửa ký nha cháu ạ. À, chú cảm ơn mấy cháu nha. Các bạn tham quan khu nạo cá thác lát các bạn. Cá thác lát đây là cá chưa nạo nè các bạn, còn nạo rồi là 220 ngàn ký cá thác lát các bạn. Đúng rồi, tham quan cua bắn cua rồi các bạn, cua rất nhiều các bạn ơi. Khu này chuyên kinh doanh về cua các bạn ơi. Yeah.
cua Cà Mau hết nha. Cua lớn này bao nhiêu một ký vậy? Đủ rồi, đủ giá. À đủ giá, như cái thiên tây cầm là bao nhiêu ký vậy? Trăm mấy cũng có, hai trăm mấy cũng có. À, một trăm mấy chục ngàn cũng có các bạn. Còn hai trăm mấy cũng có các bạn ơi. Như cái sọt đỏ này là bao nhiêu giá bao nhiêu vậy? À, sọt đỏ này là có một trăm mấy chục ngàn nha. Ồ, khoảng hai con là một ký rồi nha. Vậy là cũng to, loại to đó. Hai con một ký là cũng dữ rồi. Một con này nửa ký, trăm mấy chục ngàn ký đó các bạn. Còn cái sọc mấy cái cua nhỏ là bao nhiêu vậy? À, cũng trăm mấy chục ngàn. Cảm ơn anh nhiều nha. Ồ, Nguyễn Hòa tham quan cua, bán cua. Ủa, cua này to nhiều ký vậy? 300 ơi. À, cua này là 300 ngàn ký các bạn. Cua này cua Cà Mau hả nha? À, cua Cà Mau. Cua này không có cục dây nè các bạn nè, 300 ngàn ký á. Cái gì vậy? Nguyễn Hòa. Nguyễn Hòa hả? Dạ, dạ. YouTube Nguyễn Hòa. Nguyễn Hòa đúng không? Dạ, dạ. Quay mấy anh chàng đẹp trai đó. Dạ. Đây ba anh chàng đẹp trai đang còn ngồi cột cua. Vậy hả? Quá dữ luôn rồi, hàng này còn là chú bóng tem luôn. Còn cua này bao nhiêu rồi nha? Cua này bao nhiêu cháu? Cua này giá nhiêu cháu? 300 ngàn á cháu ạ. À. Nguyễn Hòa đã tham quan cua bán cua các bạn. Còn cái sọc đỏ đó bao nhiêu cháu? Dạ. Sọc đỏ đó bao nhiêu cháu? Đồng giá chứ. À, đồng giá 300 ngàn đó nha. À. Nếu đang cục dây là bao nhiêu? À. 260. À. Thay dây nó ra bỏ dây đi đông này vô là 2 là 300. À. Chú cảm ơn nha. Rồi cảm ơn anh nhiều. Ồ, cô anh nhìn thấy mê thiệt á. Nguyễn Hòa quá. Dạ dạ, Nguyễn Hòa. Thì nào có lên. À. Chưa lên nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh. Chào anh luôn. Vì dài bên trong khu nhà lồng D là khu này là chuyên nhiều cua các bạn ơi. Rất nhiều cua, đủ loại cua luôn. Lớn nhỏ, size lớn nhỏ thì có hết các bạn. Giá cả cũng tùy theo loại lớn nhỏ các bạn. Dài khu này là chuyên nhiều cua các bạn. Và tham quan cô bán tôm hùm nữa các bạn. Tôm hùm này là 150 ngàn, 1.550.000 các bạn. Thấy mê luôn các bạn ơi. Loại nhỏ này là 870 ngàn. Có loại 1.1 triệu các bạn. Rồi chào anh luôn. Cái tôm hùm bên chị nó là 1.1 triệu anh nha. À, đây khu hải sản này là có số điện thoại luôn các bạn nè. Các bạn có mua thì là ship hàng toàn quốc luôn các bạn. Đó. 0979391039, 0988676939. Đây là ship toàn quốc luôn các bạn nha. Là cửa hàng Phúc Ý, Phúc Như Ý. À. Khu này bán tôm hùm là chất lượng luôn. 870 ngàn cũng có các bạn, 1.050.000. Rồi nhìn vàng tôm hùm ở đây thấy mê các bạn ơi. Còn cái 650 nữa là cái gì cháu? À
dòi voi hả cháu ha, dòi voi là 650 hả? À tôm sú là 1,2 triệu. Trời ơi, trời ơi, nhiều con còn chất lượng ghê luôn á. Đã thiệt. Ra này là ghẹ 330 cháu ha. Rồi 330, 550. Còn lại 400 nữa các bạn. Ú ghẹ này ghẹ sống không à, nhìn thấy mê luôn các bạn ơi. 500 ngàn nữa nè, 400 ngàn. À, chú cảm ơn nhiều nha. Rồi chúc cháu bán đắt hàng. Đây là chỗ này là bán là ship hàng toàn quốc luôn cho các bạn nha. Có số điện thoại hồi nãy là Nguyễn Hòa đọc rồi các bạn. Các bạn mua thì là chủ bán ship hàng cho bạn các bạn luôn. Phải không? Rồi giao hàng toàn quốc luôn nha. Rồi cảm ơn cháu nhiều. Còn đây là khu chuyên kinh doanh về tôm các bạn. Đây là khu thường thường là tiểu thương những chợ nhỏ này lấy về bán các bạn. Ở đây máy móc ồn ào không nghe rõ được các bạn ơi. Rất nhiều tiểu thương nên lấy tôm về bán các bạn. Khu này là khu chuyên về tôm các bạn. Rất ồn ào không nghe rõ luôn các bạn ơi. Và đây là quang cảnh bên trong khu nhà lồng D, khu hải sản cao cấp. Sau khi tham quan khu hải sản cao cấp, Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ, bấm đăng ký ủng hộ kênh Nhà Cồng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.